Hello bà con nha, hiện tại Hoàng đang ở có mặt ở Đà Lạt View nha. Rất là đẹp nha bà con, quán cà phê View, View Đà Lạt đó. Quán cà phê View Đà Lạt nha. Hôm nay mình chở khách lên Đà Lạt chơi, mai về nha bà con. View mọi người, này là lên lầu nha, dốc lên, order cà phê rồi. Thì ở đây có rất là nhiều nơi cho bà con mình chụp hình check in nha. Đó, ở đây thì có nhìn view xuống là thấy Đà Lạt rất là đẹp nha bà con. Thời tiết hôm nay thì hơi mát nha, mát, có mây, mưa nhẹ. Lúc tối lên thì mưa rất là lớn nha, lúc tối mưa rất là lớn, xe chạy chậm, tới 4 giờ mới tới nơi, 4 giờ sáng mới tới nơi, thì 4 rưỡi ngủ. Đó. Thì sáng hôm nay ăn bún bò thố rồi, giờ ghé quán cà phê ngồi check in nha, theo chân khách nha bà con, theo chân khách. Thì ở đây nhìn thấy những cái đồi núi chập trùng xa xa, có những cái đám mây trên chóp núi rất là đẹp nha bà con. Đó. Thì hôm nay là thứ sáu, Đà Lạt cũng khá là đông nha, xe cũng khá là đông, bà con cô bác lên chơi rất là đông, có bảo vệ, công an giao thông hỗ trợ nha, rất là nhiều nha. Đó, dưới này thì có thác nước nè bà con, thác nước dưới có rất là nhiều loài cá sinh sống nha, cá nuôi mà con, nó cá coi đó. Đó, ở đây thì có nhiều nơi chụp hình rất là đẹp, bà con nào mà có cơ hội lên trên đây chơi thì có thể ghé thăm nha. Hello bà con nha, thì Hoàng vừa gửi xe xong tại vườn dâu Super. Vườn dâu Super nha, rất là đẹp nha. Đó. Thì Hoàng sẽ dẫn bà con mình tham quan cái khu vườn dâu này nha. Đó, quà lưu niệm với lại những đặc sản từ dâu. Sẽ quay cho bà con mình xem nha. Đó, ươm dâu nè mọi người. Ươm dâu nè. Đó, vườn dâu từ ít ngày tuổi cho tới nhiều ngày tuổi nha. Cũng có mưa rồi mọi người ơi, nhưng mà có mái che nha. Đó, dâu, cận cảnh dâu đây. Đó. Xuống mời bà con xem nha. Ai mà chưa ít đi Đà Lạt thì có thể xem video của Hoàng, tham khảo thêm nha. Có nhiêu đây là hết rồi. Đó. Có nhiêu đây thôi mà con ơi. Đó, cận cảnh tới dâu này, tới dâu. Wow wow. Dâu nè. Ta hái hết
nhỏ không Hùng ơi.